Kính chào quý cô bác, các anh chị và các bạn. Hôm nay Lê Thân Thiện đến thăm mái ấm tình thương chùa Từ Ân ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là ngôi chùa của sư cô Minh Hải. Sư cô nuôi 152 đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh kém may mắn. Và đặc biệt những cái video mà Lê Thân Thiện từng giới thiệu về sư cô. Sư cô là một tấm lòng Bồ Tát đã cưu mang những cái đứa trẻ suốt hàng chục năm qua với cái sức lực của mình, hạnh phẩm vô cùng cao quý khiến tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ sư cô. Thế nhưng sư cô đang mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo, phải nói là tính mạng của sư cô rất là khó lường, sức khỏe của sư cô mỗi ngày một yếu đi do bệnh tình. Thế nhưng nhờ những cái sự chia sẻ của cộng đồng, nhất là những quý vị khán giả, những mạnh thường quân khắp nơi, từ trong cũng như ngoài nước, đã một phần nào để giúp sư cô vượt qua những cái giai đoạn khó khăn về sức khỏe cũng như về tài chính trong cái việc chăm sóc những đứa trẻ. Đặc biệt là sư cô suốt nhiều năm qua xây dựng chánh điện, ngôi chùa, nhưng gặp nhiều trở ngại do cái vật chất, cũng nhờ cái sự trợ giúp của quý vị thì đến thời điểm này bước đầu cũng đã giúp cho sư cô có được một ngôi chùa, mặc dù nó chưa hoàn hảo lắm, nhưng mà với những cái tấm lòng của mọi người đã làm cho ngôi chùa đây là ngôi chánh điện đã được xây dựng đến thời điểm này cũng khá là hoàn hảo rồi. Và quan trọng nhất là tượng của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư Bằng Đầu, nhờ sự trợ giúp của mọi người, mỗi người một tay, thì đến thời điểm này đã được đưa về chùa để chuẩn bị làm lễ an vị, dự kiến là vào ngày 29 tháng 10 âm lịch tới đây. Bây giờ Lê Thân Thiện xin trân trọng kính mời quý vị cùng Lê Thân Thiện đi một vòng bên ngoài của ngôi chánh điện để tất cả chúng ta đều hân hoan mừng với sư cô và cùng cầu chúc cho sư cô được sức khỏe sẽ tốt hơn nhiều, bệnh tình sẽ tiêu đi, nhằm sư cô có cái cơ hội sống lâu cùng những đứa trẻ đang được chăm sóc ở đây, cũng như làm phận sự của người tu hành với cái ngôi chùa đang được hoàn thiện hàng ngày hàng giờ. Đây là xung quanh của ngôi chùa, những người thợ cũng đang làm suốt ngày đêm để sớm hoàn thiện cho cái buổi lễ trang trọng sắp diễn ra vào ngày 29 tháng 10 âm lịch tới đây. Đây là một dòng của bên ngoài của ngôi chánh điện nha quý vị. Bây giờ thì Lê Thân Thiện trân trọng kính mời quý vị hãy vào bên trong của ngôi chánh điện để xem cái nội thất bên trong như thế nào cho những cái ngày tới. Chắc nghĩ còn khoảng chừng hơn 15 ngày nữa thôi là cái lễ trang trọng an vị Phật Bổn Sư Thích Ca Bằng Đồng được đúc từ Huế đưa vào trong đây. Như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến, đây là Đại Hồng Chung quý vị ạ. Đây là cũng là một Đại Hồng Chung bằng đồng, để hai bên, một bên là trống, một bên là chuông. Bây giờ thì Lê Thân Thiện xin trân trọng kính mời quý vị khán giả hãy cùng chiêm ngưỡng ban đầu tượng Đức Phật Bổn Sư Bằng Đồng đã được đưa lên trên nơi trang trọng nhất của ngôi chánh điện. Đây quý vị, ngài đã được đặt rất là trang trọng ở ngay giữa khu chúng ta chánh điện, và lễ an vị chính thức ngài
cũng đã được sư trụ trì, sư cô Thích Nữ Minh Hải đã ấn định là vào ngày 29 tháng 10 âm lịch, tức là qua rằm tháng 10 khoảng nửa tháng quý vị. Bây giờ thì quý vị khán giả của kênh YouTube Lê Hằng Thiện, nhất là những vị mạnh thường quân luôn luôn hướng tấm lòng mình về với ngôi chùa Từ Ân của sư cô Minh Hải, nơi mà sư cô đang nuôi dưỡng hơn 150 đứa trẻ mồ côi có phận đời kém may mắn. Tất cả chúng ta khi mà thấy hình ảnh này, ít gì thì trong lòng của chúng ta cũng có một cái niềm hân hoan về cái sự viên mãn của ngôi chùa, bằng tất cả những tấm lòng đóng góp, quyên góp, dù cho là nhỏ nhất của quý vị, những mạnh thường quân, để đến hôm nay ngôi chùa đã có được những hình ảnh vô cùng cao quý này. Tất cả đang hướng về ngôi chùa Từ Ân của sư cô. Quý vị nhớ không, cách đây vài tháng thì nơi này còn rất là ngổn ngang. Chính vì nhờ cái sự mà chung tay mỗi người một ít góp lại và để có được ngày hôm nay, và đặc biệt là vào ngày 29 tháng 10 âm lịch tới đây, những hình ảnh thiêng liêng nhất sẽ xuất hiện trên kênh YouTube của Lê Hằng Thiện khi mà lễ an vị Đức Phật Bổn Sư bằng đồng được đúc từ Huế theo như ước nguyện của sư cô từ hàng chục năm qua sẽ thành sự thật. Và vui hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa, nếu như sức khỏe của sư cô sẽ được cải thiện đáng kể, và bệnh tình của sư cô sẽ vơi đi những cái phần nào. Ở đây quý vị, thì những cái bục bên đây thì chắc là cũng sẽ là nơi an vị của những vị Phật. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì Lê Hằng Thiện cũng chưa có thông tin gì về việc mà những cái pho tượng Phật khác sẽ được an vị nơi chánh điện của ngôi chùa Từ Ân này. Kính thưa quý vị, thì một cái điều mà chắc chắn là tất cả chúng ta, mọi người cũng sẽ rất là vui khi mà thông tin mà Lê Hằng Thiện sẽ nói thêm. Đây, Lê Hằng Thiện mời quý vị hãy cùng Lê Hằng Thiện ra ngoài để mà Lê Hằng Thiện thông tin thêm với quý vị khán giả ngay tại vị trí này. Theo cái bản thiết kế mà sư cô đã có cái sự tính toán là ngay vị trí này đây sẽ là một nơi an vị của Phật Di Lặc. Thì đến thời điểm này kênh YouTube Lê Hằng Thiện đã nhận được tấm lòng vàng của gia đình chị Đào Thị Dậu, cư ngụ tại Canada, đã phát tâm cúng dường một cái pho tượng của Đức Phật Di Lặc cao bằng đá, cao 2m1, ngự trị trên tòa sen cao 1m, tổng cộng là 3m1, sẽ được an vị ngay tại vị trí này trước bên ngoài của chánh điện chùa Từ Ân. Hiện giờ thì công tác điêu khắc tượng đá nguyên khối Phật Di Lặc cao toàn bộ là 3m1 đang được các nghệ nhân ở Đà Nẵng tiến hành khẩn trương, nhưng mà có thể là sẽ không kịp với cái thầy an vị Phật Thích Ca vào ngày 29 tháng 10 tới, nhưng sẽ cố gắng để mà trước cái dịp Tết Nguyên Đán năm nay, tượng của Đức Phật Di Lặc bằng đá
đá nguyên khối sẽ được tọa lạc nơi này. Thưa quý vị, tượng Phật Di Lặc bằng đá nguyên khối cao 3m1 được những người con của bà Nguyễn Thị Gái là gia đình của chị Đào Thị Dậu sẽ phát tâm cúng dường cho chùa Từ Ân. Rất là chân thành cảm ơn gia đình của bà Nguyễn Thị Gái cũng như tất cả các mạnh thường quân đã quan tâm mà giúp đỡ cho sư cô Minh Hải trong những cái thời gian qua. Dạ, con trân trọng kính chào sư cô Minh Hải ạ. Dạ, sư cô, con nhìn sư cô con rất là xúc động. Sư cô ơi, khán giả Mạnh Hùng Quân cũng rất là quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của sư cô. Tại sư cô không được khỏe. Dạ. Con nằm viện mấy ngày. Thôi con cũng cầu nguyện các chư vị Phật phù hộ cho sư cô có được sử dụng nhiều sức khỏe để mà sư cô chứng kiến được cái ngày 29 tháng 10 âm lịch tới đây, cái ngày mà được an vị các vị Phật Thích Ca theo như đúng cái ước nguyện của sư cô. Con cũng báo tin mừng cho sư cô luôn là có một gia đình Phật tử là Đào Thị Dậu, là con của bà Nguyễn Thị Gái ở Canada đã phát tâm cúng dường thêm một cái pho tượng Phật Di Lặc bằng đá cao tổng cộng là 3m1 đó sư cô. Là đúng như con đã trao đổi với thầy Đức rồi, về cái bản vẽ thì con cũng thành tâm con báo tin mừng cho sư cô là hiện giờ các nghệ nhân ở Đà Nẵng đang tích cực để mà đúc cái đẽo cái tượng Phật bằng đá đó thì cũng sẽ sớm đưa về đây. Dạ. Quý vị ơi, hôm nay Lê Anh Thiện đến thăm sư cô mà nhìn sư cô sức khỏe rất là kém, Lê Anh Thiện rất là buồn. Dạ, thôi thì Lê Anh Thiện cũng xin con đây là số tiền là 31.400.000 của các mạnh thường quân gửi để sư cô có thêm một cái phần chi phí thuốc men nha sư cô. Dạ, sư cô nhận cho con. Dạ. Quý vị cũng thông cảm giùm sư cô rất là mệt rồi thì Lê Anh Thiện xin không có thể tiếp xúc với sư cô nữa để sư cô về ngơi nghỉ nha quý vị. Thì tất cả chúng ta hãy cùng niệm Phật để sư cô được khỏe mạnh. Chắc chắn là sư cô cũng phải chúc, sư cô rất muốn dành một chút xíu để mà có cái lời cảm ơn các chư vị, đó là mong muốn của sư cô. Gia đình cô đã thị dạo đưa với Phật tử đưa với Mạnh Thường Quân hôm nay chùa lễ tông tiểu ra đang ra cô số tiền quyên góp mấy chục triệu thêm một lần nữa để mà phụ cho cô tiền thuốc men làm bệnh viện. Sư cô rất là cảm động. Dạ. Lo cúng Phật, lo phụ cô tiền thuốc men. Dạ. Sư cô không biết gì hết. Sư cô nguyện cầu ông Long Tâm Bảo từ bây giờ cho quý Phật tử cái Mạnh Thường Quân cùng giáo quyến các vị luôn luôn mạnh khỏe, cuộc sống lúc nào cũng được bình an, gia đình luôn an vui hạnh phúc, là cuộc và tai qua nạn khỏi tật bệnh được chữa trị, gia đình giải thoát cũng cầu mong vậy. Dạ, con cảm ơn sư cô rất là nhiều. Dạ, quý vị cũng thông cảm cho sư cô. Sư cô rất là mệt rồi. Lê Anh Thiện cũng không nói chuyện được nhiều với sư cô nữa. Vượt qua những nhà trong gai thử thách, làm một sự kiện lúc nào cũng ra thử thách nhiều. Dạ, không biết. Dạ, con cảm ơn sư cô.
Dạ. Con thì con sẽ niệm Phật cho sư cô lúc nào cũng khỏe để mà sớm tiêu tan bệnh tật, để mà cô tiếp tục chăm sóc cho những đứa nhỏ nó đang mong chờ người mẹ vĩ đại hàng ngày hàng giờ nha sư cô. Dạ. Dạ.